người hoa lan kiếm rừng Bình Thuận nha mọi người. Thì hoa của nó là tầm tháng 4 là nó sẽ nở hoa. Đây là mặt hoa của lan. Còn cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm và chậm thì liên hệ chung nha. Số điện thoại Zalo nằm ở dưới phần mô tả của video.